nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Trong video trước thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn một cái máy massage xung điện sao cho phù hợp với mình ha. Thì bây giờ Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng máy xung điện của Ôm Rong miếng dán HVF013. Thì cái này trên thị trường giá niêm yết của hãng là 990.000. Đó, thì cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Sức Khỏe 60 giây để mình có thể cập nhật giá mới hoặc là có chương trình hỗ trợ từ Sức Khỏe 60 giây thì Hoàng Sơn sẽ báo cho bà con mình luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy ra để thử cách sử dụng. Dòng máy này thì nó rất là dễ xài, nhỏ gọn và ít chức năng, giá cũng rẻ ha. Đương nhiên những dòng máy Trung Quốc thì giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà sử dụng mấy dòng máy thì nó cũng khá là nguy hiểm, tại vì nó liên quan đến an toàn về điện nữa. Còn cái dòng máy này mình chỉ xài pin thôi nên là mình không có lo lắng. Và đây là cái dòng thương hiệu lớn của Ôm Rong nè, cả nhà mình cũng biết rồi, bên thiết bị y tế như máy đo huyết áp là mình quá rành rồi, nó rồi ha. Thì đi theo máy là mình có một máy nè và cộng dây dẫn điện nè và hai miếng dán. Rồi ở đây thì Hoàng Sơn sẽ có miếng dán thử cho cả nhà mình theo dõi. Rồi đầu tiên là mình sẽ cắm cái dây điện vào máy và mình gắn cái miếng dán xung điện lên. Thì mình phải dán cả hai miếng lên mình mới sử dụng được cả nhà ha. Đây mình có một cái chuôi cắm, mình cắm vào đây. Trên cái máy nó chỉ có duy nhất một cái chuôi cắm này thôi đó. Thường thì máy Trung Quốc sẽ có một cái chuôi để mình cắm vào cái cục sạc giống như sạc điện thoại, nhưng mà cái đó cả nhà mình không có nên xài cái đó. Mình nên xài thì xài pin thôi, tặng nó đỡ nguy hiểm nha, nó không có bị chạm chập với cái điện lưới nhà mình. Rồi ở phía sau mình sẽ lấy hai pin. Rồi mình có thể lấy cái cây bút đó để mình mở máy nha, mình bật cấp lên. Đây. Đây mình gắn là hai viên pin 3A cả nhà ha. Viên thứ nhất, viên thứ hai. Thì sau này có mua pin á thì mua pin tốt xíu, còn mua pin thường á thì mình xài xong thì mình nên lấy pin ra. Nhiều khi mình ít xài á, mình bỏ pin vô bên trong mà mình không lấy ra thì hư máy rất là tiếc cả nhà ha. Rồi để nắp lại nè. Rồi bây giờ máy đã xong, mình sẽ gắn vào cái miếng dán xung điện này, mình gắn vào hai bên. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái miếng dán này ra, có cái miếng dán này nè. Mình dán vào, ví dụ mình muốn massage ở tay thì mình sẽ dán một cái ở tay đây và một cái ở bên trên đây. Còn nếu mà như cả nhà mình muốn dán vai á, bên vai mình á, thì mình dán hai miếng hai bên vai nha. Đó. Rồi. Rồi sau khi mình bỏ pin vô xong mình bấm mở máy nè. Đó. Rồi cả nhà mình thấy ha, đầu tiên á là mình khi máy chưa hoạt động nè, mình tắt máy nha, mở máy lên. Sau đó nó sẽ có 5 chức năng, mình chọn một trong 5 chức năng đó. Rồi mà mình bấm set một cái thì máy sẽ hoạt động ha. Thì nó hoạt động ở đây rồi mình sẽ bắt đầu mình tăng hoặc giảm cái cường độ mạnh yếu của nó. Giống như cái volume nè, tăng lên nè. Đó. Tăng lên số 2 nữa sẽ mạnh hơn đó. Cả nhà thấy nó giật cái tay mình nè. Nếu mình giật mạnh thì nó sẽ co cơ ngay chỗ này, co thắt, nó làm cho mình massage hoặc là máu huyết mình nó lưu thông ngay chỗ tắc nghẽn, nó làm cho mình nhức đó. Rồi Hoàng Sơn hướng dẫn lại cả nhà nha. Đầu tiên là mở máy là nó sẽ ở vị trí số 1, là cái chức năng số 1. Sau đó mình sẽ giảm, tăng giảm theo cái vị trí chức năng mình muốn. Nó sẽ có nhiều chức năng kích thích rất là thích hợp với mình, tùy theo mình thích cái kiểu nào. Sau đó mình bấm bắt đầu chạy nè, là nó sẽ chạy và nó có cái dấu chạy bên đây nè. Bây giờ mình muốn tăng giảm cái cường độ mạnh yếu thì tiếp tục mình chọn đó, hai bước nha. Bước thứ nhất là chọn chức năng, mình bấm sử dụng và sau đó mình sẽ tăng cường độ mạnh yếu theo cái nhu cầu của mình. Rồi cái cách sử dụng là như vậy, đơn giản cả nhà ha. Còn khi mà sử dụng xong đó, mình nhớ là mình sẽ dán cái này vào bên trong cái bảo vệ này, hoặc là nếu mà mình xài lâu ngày mà dơ đó thì mình lấy dĩa một miếng nước cái mình làm sạch chỗ này ha, thì mình có thể sử dụng được. Rồi khi nào mà nó khát keo này á thì mình sẽ mua miếng dán khác cả nhà ha, mua cục dễ khác. Rồi cái cách sử dụng cũng khá là đơn giản. Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Còn nếu cả nhà mình có thắc mắc thì có thể xem các video khác về cách lựa chọn và sử dụng những thiết bị cho phù hợp. Bên cạnh đó còn có thiết bị y tế như là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, rất là nhiều thiết bị y tế trên Sức Khỏe 60 giây. Là tạm biệt bà con.
Hẹn gặp lại.